Kính chào Hòa Thượng Thích Công Tánh ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, xin kính chào anh nhà báo Trần Quang Thành, cũng như xin kính chào quý đài và cùng tất cả quý khán thính giả. Dạ, dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Thưa Hòa Thượng Thích Công Tánh, tiếp theo sự đập phá chùa Liên Triều ngày 9 tháng 11 năm 2018, giới bạo quyền cộng sản lại tiến một bước nữa là phá vỡ luôn cái chùa An Cư Đà Nẵng. Trước cái hiện trạng này, Hòa Thượng Thích Công Tánh nghĩ thế nào về cái sự ứng xử của nhà cầm quyền cộng sản đối với Hội Phật giáo Thống Nhất của chúng ta? Dạ thì dạ thưa A Di Đà Phật, cũng xin kính thưa quý đài. Thì sự thật ra mình thấy là coi như cái chuyện mà phá chùa An Cư mới đây, cũng như việc mà gọi là đập phá chùa Liên Trì của chúng tôi ở Thủ Thiêm cách đây 2 năm trước, thì theo tôi, sự thật mà theo chúng tôi á, là có thể nói rằng là kể từ cái ngày mà cộng sản đó họ cưỡng chiếm được cái miền Nam Việt Nam, thì họ đã tiến hành cái việc để mà đánh phá, cũng như nhằm để mà tiêu diệt cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là một cái giáo hội chính thống đã truyền thừa từ bao đời ở tại Việt Nam. Thì cho nên không phải đến ngày hôm nay, mà ngay cả những ngày đầu họ chiếm được miền Nam, thì coi như là họ đã bắt đầu là coi như họ đã bắt nhốt tù đầy, giam cầm, cũng như gọi là đàn áp, và cũng như bằng cách triệt tiêu hết tất cả những lấy hết tất cả những cái tài sản, những cái cơ sở chùa chiền, tự viện, cơ sở trường học, từ xã hội, cũng như nhiều cơ sở khác của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và thì cho đến phải nói rằng là cho đến bây giờ thì có thể nói rằng là cũng toàn bộ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng không còn gì hết cả, có thể nói rằng gần như là đình đốn hết tất cả. Thì gần đây á, thì cách đây 2 năm thì có thể nói rằng chùa Liên Trì là một trong những ngôi chùa mà còn sót lại của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cũng như gần đây thì chùa An Cư thì của Thượng Tọa Thích Thiện Phúc đó, là cũng là một thành viên của Tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thành ra do vừa rồi đây thì họ đã giải tỏa và họ san bằng chùa An Cư, mà họ cũng chẳng có đền bù gì hết cả, cũng giống như chùa Liên Trì trước đây, mà khi mà họ cưỡng chế san bằng chùa Liên Trì thì chư tăng quý thầy của chùa Liên Trì họ nói rằng họ đền một cái miếng đất nhỏ thôi ở một cái vùng xa xôi hẻo lánh để họ nhằm họ cô lập quản thúc quý thầy của chùa Liên Trì ở nơi cái vùng đó xa xôi đó. Thì thành thứ cho nên chư tăng người ta cũng không có chịu nào mà nhận cái miếng đất mà nơi cái nhà tôn mà họ đền bồi đó, họ nói là họ đền bồi. Còn Thượng Tọa Thích Thiện Phúc thì là họ cũng chỉ có coi như họ san bằng chùa rồi, ngày hôm qua đây thì là vào Thượng Tọa Thiện Phúc thì chỉ một cái tay mái và ra đi, và đi ra ngoài Thừa Thiên để ở nhờ một cái ngôi chùa của trong giáo hội. Thì tôi xin thưa rằng là cái chuyện này thì rõ ràng rằng cái chủ trương, sự thực có thể trong khi đó họ là hỗ trợ và rất nhiều, cũng như là để lập lên một cái giáo hội công cụ quốc danh
của nhà nước, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì chư tăng những cái tài sản mà họ chiếm đóng và họ lấy được của Phật giáo Thống Nhất thì họ đem giao qua bên phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam của nhà nước họ lập ra 1981. Để cho nên hiện tại có thể nói rằng là bây giờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất họ cũng không còn gì, chỉ còn một cái số quý thầy phải phải sống đơn bạc một vài nơi hẻo lánh xa xôi, thì điển hình là coi như là chùa Liên Trì cũng không còn, rồi bây giờ chùa An Cư cũng đã bị triệt phá. Thì chúng tôi xin thưa, thì chẳng qua là vì cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là một cái giáo hội chính thống độc lập và chân truyền, không có bị chịu lệ thuộc vào làm cái công cụ và làm cái thành viên của mặt trận tổ quốc của cộng sản. Chính vì vậy cho nên là bằng mọi cách là họ triệt phá, và họ chỉ có thể gọi là để cho họ chỉ lập lên một cái giáo hội công cụ cho chế độ, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày hôm nay. Thì nôm na người ta kêu là giáo hội quốc danh thôi, thì hoàn toàn thì chúng tôi bây giờ cũng không biết hay nói như thế nào. Thì chỉ xin nghĩa là xin chỉ cầu nguyện như vậy thôi, để thưa ba như vậy để cho tất cả quý bà con Phật tử được biết. Thưa Hòa Thượng Thích Công Tánh, không chỉ có Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Công giáo Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành, những cái đạo giáo nào mà không quy phục nhà nước Cộng sản đều bị đối xử một cách tàn bạo và đàn áp một cách dã man. Thí dụ như vừa rồi Chánh Thượng Trị Hứa Phi mới đi dự cái cuộc họp ở Hà Sài Gòn về, cũng bị đốt nhà, phá cửa, đánh đập tàn bệnh. Vậy thì thưa Linh Mục, thưa xin Hòa Thượng Thích Không Tánh, mới đây thì một cái phái đoàn của về tôn giáo và tự do tín ngưỡng của Hoa Kỳ có qua thăm và có làm việc với Hội đồng Liên Tôn, thì những vấn đề mà thực trạng của tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng ở Việt Nam đã được các vị trong Hội đồng Liên Tôn trình bày như thế nào, và sự thái độ của dư luận quốc tế đối với lại những việc làm thô bạo và đầy tàn bạo đó của nhà cầm quyền cộng sản ra sao? Dạ thì cũng xin thưa, thì nói như như nhà báo vừa nói đó, thì không phải riêng gì Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và chúng tôi, mà cả năm tôn giáo chính thống của Việt Nam đã lâu đời, thì gồm có Công giáo ở Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tin Lành, thì tất cả những cái tổ chức tôn giáo chính thống mà từ trước 75 thì sau 75 đều bị nhà cầm quyền cộng sản, nghĩa là một sử dụng hết, lấy hết tất cả tài sản, cũng như là cuối cùng họ chỉ lập lên mỗi một tôn giáo như vậy, họ lập lên một cái giáo hội quốc danh để họ điều hành, để họ nắm cái tôn giáo đó. Thì như nhà báo vừa nói đó, thì trường hợp mà cái Hội đồng Liên Tôn chúng tôi thành hình là gồm có gọi là gần 30 chức sắc tôn giáo của năm tôn giáo độc lập chính thống và chân truyền, và không có trực thuộc với cái hệ thống của Phật giáo quốc danh, của tôn giáo quốc danh. Thì phải nói rằng những cái chức sắc mà nằm trong Hội đồng Liên Tôn chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn và cố gắng để gìn giữ, để duy trì lấy cái nền đạo và chính thống của mình, chứ không có chịu trực thuộc với cái hệ thống của nhà nước cộng sản. Thành chính vì vậy cho nên là gặp rất nhiều cái sự đàn áp và rất nhiều sự khó khăn. Thì đó, thì xin thưa là trong cái như cái câu hỏi của anh thì là coi như là cái vừa rồi cái văn phòng của cái văn phòng Ủy ban Quốc tế về tự do tôn giáo và nhân quyền dân chủ và lao động của thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đó, thì vừa rồi là cũng có đề nghị là xin gặp Hội đồng Liên Tôn Việt Nam chúng tôi để muốn tìm hiểu rõ ràng về cái vấn đề, cái tình hình
tự do tôn giáo tín ngưỡng cũng như nhân quyền ở Việt Nam. Thì thành thứ cho nên là chúng tôi khi khi đó thì chúng tôi mỗi các cái chức sắc mà đồng tịch đó, của Hội đồng Liên Tôn đó, là ở nhiều nơi, có vị ở tỉnh này, có vị ở tỉnh khác, thì khi chúng tôi đó, thì trường hợp như anh có nói là trường hợp Chánh Trị Sự Hứa Phi, thì Chánh Trị Sự Hứa Phi là đồng chủ tịch của cái Hội đồng Liên Tôn Việt Nam thuộc về đạo Cao Đài, thì là Chánh Trị Sự Hứa Phi biết rằng, nghĩa là nếu như mà mình mà đến gần cái ngày đó để đi đi xuống Sài Gòn ở chùa Giác Kho, là cái nơi mà cái phái đoàn của tự do tôn giáo nhân quyền quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghé thăm, để xuống đó để mà gặp chung với các đồng chủ tịch của năm tôn giáo khác để tường trình về những cái tình hình về vấn đề tự do tôn giáo Việt Nam. Thì là khi mà nhà nhà cầm quyền ở Đức Trọng á, thì thường Chánh Trị Sự ở trên Đức Trọng Lâm Đồng, cho nên mỗi lần mà trước khi đi như vậy là họ công an họ cô lập, họ canh gác, họ bao vây, họ không có cho đi, và nhiều lần là Chánh Trị Sự đã bị đàn áp. Thì chúng tôi thì là chính vì vậy cho nên Chánh Trị Sự phải 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 đi trước, đi cả một một ngày một đêm, và khi mà Chánh Trị Sự đi xuống đây họp được rồi, thì cũng có họp chung với chức sắc trong Hội đồng Liên Tôn. Thì đến khi mà về lại Lâm Đồng Bảo Lộc thì trong khi đó công an nhà nước ở Đức Trọng nó coi như nó biết Chánh Trị Sự Hứa Phi đi xuống đây họp với chúng tôi. Có thể cũng nhiều vị như bên Phật giáo Hảo ở An Giang cũng đi vào lúc nửa đêm, còn mấy vị như bên Cao Đài và mấy vị bên Tin Lành cũng vậy nữa. Thành thử cho nên cái việc mà đi lại để mà sinh hoạt đối với những cái tổ chức tôn giáo độc lập rất khó khăn. Thì khi mà nó biết Chánh Trị Sự đi Hứa Phi đi họp rồi, thì bằng cách nó bàn nó thăm nó kéo đến đây nó định trận, mà không ngờ rằng Chánh Trị Sự đã đi rồi. Thì sau đó thì nó kéo ra nó đốt cái ngôi nhà ở nội cái vườn vườn cà phê của Chánh Trị Sự Hứa Phi, và trước đây thì nó đã từng đàn áp và đánh đập Chánh Trị Sự đến rất là trầm trọng. Thì ở đây thì cái việc đó thì có lẽ rằng quý đài cũng như tất cả quý bà con này cũng đã biết, để chúng tôi cũng xin thưa qua như vậy. Xin nhà báo có vấn đề gì hỏi thêm thì chúng tôi sẽ xin cho biết ạ. Chúng tôi muốn Hòa Thượng nói cụ thể hơn về thái độ sự quan tâm của đoàn tự do tôn giáo tín giáo của Hoa Kỳ đối với lại cái trạng tôn giáo Việt Nam bị đàn áp như thế nào ạ? À, dạ vâng, thì xin thưa là coi như cái phái đoàn á là của về vấn đề tự do tôn giáo nhân quyền dân chủ của thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, vào hôm ngày năm vừa qua thì cũng có ghé thăm tại chùa Giác Kho, có gặp chúng tôi cũng như quý chức sắc đồng chủ tịch trong Hội đồng Liên Tôn, và đồng thời theo như cái vị trưởng đoàn đó cho biết rằng là phái đoàn đó muốn ghé thăm để mong rằng Hội đồng Liên Tôn Việt Nam có thể gọi là cho biết qua và cái hiện trạng và cái tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, cũng như những cái vấn đề về nhân quyền, và vấn đề nhân quyền cũng như các cái vấn đề về công đoàn lao động rồi đó. Thì là thì chúng tôi á, và bên phái đoàn á, cũng cho biết rằng là cái việc mà cái vấn đề tự do tôn giáo á, chính là cái mối ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ. Và chính vì vậy cho nên phái đoàn đã ghé thăm đây để muốn tìm hiểu cho được rõ ràng. Thì chúng tôi á, chúng tôi có thay mặt cho Hội đồng Liên Tôn Việt Nam thì chúng tôi có nói công tác sơ qua về những cái tình hình về những cái vấn đề về đàn áp tôn giáo Việt Nam, cũng như vấn đề nhân quyền, cùng các cái vấn đề khác có thể suốt trong trong 2 tiếng đồng hồ. Thì chúng tôi cũng có trình bày qua về cái tất cả các việc đó cho phái đoàn biết. Thì có thể nói rằng là tạm thời có thể nói chung á, là chúng tôi có nói lên một cái khát vọng của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam, cũng như có thể nói rằng là của 90 triệu cái người dân Việt Nam chúng tôi, nghĩa là trừ đi tất cả những cái đảng viên cộng sản,
là chúng tôi vẫn có mong muốn làm sao cái toàn dân đất nước Việt Nam được thoát khỏi cái chế độ độc tài toàn trị của cộng sản, và mong rằng Việt Nam á là phải có được cái tự do dân chủ, được đa nguyên đa đảng, và đồng thời á là mong rằng Hoa Kỳ cũng như các nước trên thế giới làm sao có thể giúp cho Việt Nam chúng tôi, một cái nước quá nhỏ bé, cho nên sẽ được bảo toàn lấy cái lãnh thổ lãnh hải và không không trở thành là một cái thuộc địa của Trung Cộng trong tương lai. Bởi vì như chúng tôi được biết là những cái hiệp ước Thành Đô của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam mà ký kết với Tàu là rằng có thể rằng năm 2020 đến đây thì tương lai thì Việt Nam sẽ trở thành một cái tỉnh thuộc địa của Trung Cộng. Và chúng tôi cũng ao ước rằng là mong rằng chính phủ Hoa Kỳ trước đây cũng đã có từng can thiệp để mà gọi là được bảo lãnh cho một số các cái anh em tù nhân chính trị được đi định cư ở Hoa Kỳ, thì chúng tôi phải nói hết sức là vui mừng và cũng phải nói rằng chân thành cảm ơn quý chính phủ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng tôi cũng mong ước rằng làm thế nào để có thể Hoa Kỳ cũng như các nước văn minh tiến bộ trên thế giới có thể can thiệp cho tất cả. Hiện tại Việt Nam chúng tôi là có tức là khoảng trên 200 tù nhân chính trị đang bị giam cầm, nhà cầm quyền cộng sản giam cầm cầm giữ ở trong các cái trại tù rất là khó khăn, khốn khổ. Thì ở đây chúng tôi cũng muốn rằng là mong rằng Hoa Kỳ có thể can thiệp hỗ trợ như thế nào đó để cho Việt Nam có các cái tôn giáo độc lập, các cái tôn giáo độc lập, các cái chính thống chân truyền là được sinh hoạt không có bị đàn áp nữa, cũng như các cái xã hội dân sự, các cái công đoàn độc lập á là đều được sinh hoạt một cách tự do thoải mái và không bị nhà cầm quyền cộng sản đàn áp và cấm cản. Thì đó là những cái một cái điểm sơ và như một số điểm mà chúng tôi có đề nghị lên với phái đoàn về tự do tôn giáo của Hoa Kỳ. Và ở đây thì chúng tôi cũng xin thưa này là ngoài những cái điều mà chúng tôi thưa đó, thì chúng tôi cũng đề nghị rằng rằng nếu mà quốc tế nó phải, đã có một cái phải có một cái biện pháp chế tài đối với một cái chế độ độc tài toàn trị như vậy, mà nếu không có một cái biện pháp chế tài thì người ta cũng cũng không làm được gì hết, và cuối cùng là những cái chế độ độc tài họ vẫn cứ cứ đàn áp người dân. Thì trong những cái điểm mà chúng tôi nêu lên đó, ở đây thì chúng tôi cũng xin thưa để cho quý đài được biết tóm tắt như thế này. Thì chúng tôi cũng mong rằng cái chính phủ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là thường xuyên theo dõi về cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam trước chế độ độc tài cộng sản đó, và có thể nói là toàn dân chúng tôi kể từ 1954 đến 1975 và đến bây giờ thì toàn dân Việt Nam chúng tôi là phải sống, tất cả chúng tôi đều được bực cai trị bằng cái bạo lực và dối trá, và chúng tôi phải sống trong một cái sự đau khổ. Và nếu như bây giờ nếu mà quý quốc mà có những cái sự viện trợ và giúp đỡ hỗ trợ cho những cái một cái chế độ mà gọi là độc tài toàn trị bất công như thế, thì xin quý vị là phải cân nhắc, phải tính như thế nào đó, chứ nếu vô tình không khéo thì trở thành ra là tiếp sức cho một cái chế độ độc tài đó. Chứ sự thật ra cái người dân chúng tôi cũng không có được hưởng cái gì hết cả. Và mong rằng chính phủ cũng như Bộ Ngoại giao là luôn 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 đặt điều kiện về nhân quyền mà khi mà ban giao với các với Việt Nam, cũng như về mặt kinh tế, văn hóa, thương mại chẳng hạn, quân sự, và phải có một cái biện pháp chế tài chẳng hạn như là đưa vào cái danh sách CPC hoặc là áp dụng cái luật Magnitsky khi mà Hà Nội thì có những cái vi phạm nhân quyền,
Thực ra thì tất cả các cái vi phạm này của Việt Nam suốt trong bao nhiêu năm qua thì mỗi ngày nó cũng chỉ trầm trọng thêm. Nhưng mà chúng tôi cũng rất mong rằng quý quốc các can thiệp này như thế nào đó thì mới mới mong đó. Và mong rằng là trên lãnh thổ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là có thể gọi là áp dụng cái đạo luật toàn cầu mang ST của Mark để hầu như là có thể gọi rằng là làm cho cái nhà cầm quyền Hà Nội là họ có những cái thay đổi, chứ nếu không thôi thì đôi khi cái là những cái viên chức đó khi mà họ, họ đàn áp dân, họ lấy đất của dân, rồi cuối cùng họ tham nhũng làm giàu, rồi cuối cùng họ lại đem cái tiền bạc đó ra họ qua để mà sống ở các nước ở phương Tây để họ an nhàn hưởng thụ, thì vô tình cái người dân chúng tôi gặp rất nhiều là khốn khó. Và xin chính phủ cũng như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu ý là những người dân Việt Nam chúng tôi á, là yêu chuộng hòa bình và công lý, cũng như là yêu chuộng cái sự thật, và chỉ mong rằng là chính quyền Việt Nam phải tôn trọng các cái nhân quyền dân chủ, và nếu mà một cái đất nước đó như vậy mà có những cái sự tôn trọng nhân quyền dân chủ đó thì quý quốc á, có thể gọi là có thể cái có thể góp phần để mà có thể giúp đỡ cho đất nước chúng tôi, thì cái việc đó nó mới có thể lâu dài được. Thì chúng tôi cũng xin là mong rằng có thể can thiệp để cho cái Hội đồng Liên tôn Việt Nam, các tổ chức xã hội dân sự độc lập cũng như các cái công nhân được có cái hưởng được, cái người dân toàn dân Việt Nam chúng tôi hưởng được cái tự do dân chủ và như quý quốc. Thì đó là chúng tôi tạm thời cũng nói sơ qua mấy cái điểm như vậy để cho quý đại được biết. Xin chân thành cảm ơn Hòa Thượng Thích Công Tánh ạ. Dạ. Dạ thì xin thưa, trong cái vấn đề là hãy nói rằng cái phái đoàn thì cái vị trưởng đoàn đó họ cũng nói họ rất là cảm ơn quý Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã cho biết về những cái thực trạng của tự do tôn giáo nhân quyền Việt Nam, và đồng thời về cái vấn đề mà khi mà chúng tôi có đề nghị hay đối với cái việc mà Hà Nội vi phạm về nhân quyền một cách nặng nề đó như vậy, thì xin đề nghị phải nên áp dụng cái đưa Việt Nam vào cái CPC, thì có như vậy nó có phải có cái biện pháp chế tài thì mới mong cái tình hình nó khá hơn. Thì cái vị trưởng đoàn mới cho biết rằng có cho biết rằng là khi mà vị trưởng đoàn phải cho nói rằng khi mà khi chúng tôi mà rút tên một cái quốc gia ra khỏi cái danh sách CPC thì có nghĩa rằng là cái quốc gia đó là không không còn có thể được đưa trở lại. Và mỗi năm thì Hoa Kỳ đều chúng tôi đều đánh giá lại về cái tình hình về vi phạm tự do tôn giáo nhân quyền của mỗi quốc gia để và xem đó để mà có thể hoặc là có thể đưa trở lại hoặc là rút tên của một quốc gia ra khỏi cái danh sách. Và phải nói ông trưởng đoàn cũng như phái đoàn nói rằng cũng cảm thấy rất là cảm ơn phái Hội đồng Liên tôn là đã cho biết về những cái hiện trạng của Việt Nam như vậy, thì phái đoàn rất là vui vẻ và mong rằng Hội đồng Liên tôn trong tương lai thì cũng có thể nếu mà có những cái vấn đề gì về vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo, tín ngưỡng thì cập nhật và có thể là để cho phái đoàn cũng như bên phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được biết. Đó thì chúng tôi cũng xin thư qua như vậy để cho quý đài được biết kìa. Vâng, xin một lần nữa cảm ơn Hòa Thượng Thích Công Tánh. Yeah.